các anh chị và các bạn. Tôi là Huy. Hiện tại tôi đang có mặt tại farm nuôi của anh Ngọc ở Hải Thanh, Nghi Sơn, Thanh Hóa. Và tôi đang quay cho các anh chị xem cái hệ thống Venturi của trong cái ao nuôi của anh Ngọc. Ao nuôi này thì rộng 155 mét khối và dùng Venturi để gom chất thải, coi chưa? Các anh chị thấy chưa? Đấy. Cực kỳ tuyệt vời luôn. Gom rất là nhanh. Cái này mình thường thường mình trong vòng bao nhiêu lâu anh? Mình bật. Em thường là bật cái này nó chỉ cần chưa đầy 2 phút là nó đã gom lại, nhưng mà em toàn phải bật từ ít nhất phải 40 phút để cho nó gom sạch hết tất cả các phần vào ở giữa. Ừ. Ở giữa đáy em làm một cái giếng chờ nó vào, chống tình trạng là nó xoay nó trôi hết phần đi thì nó ngăn cản lại. Cái đáy của em là rộng 1m7 và sâu 10 phân để nó tránh tình trạng xoáy rồi nó bồng phân của nó lên. Dạ dạ. Ồ. Đây mời anh chị. Ông này là bao nhiêu anh Long ơi? Anh Ngọc. Ông này bao nhiêu? Dây nano luôn. Ồ, cái này mấy mấy dây? 2 dây. 2 dây song song với nhau à? 2 dây song song với nhau. Cách nhau bao nhiêu? Cách nhau 10 phân. Cách nhau 10 phân. Ồ, tuyệt vời quá. Mạnh ơi. Cái này thì gom có đá luôn, cần gì phải quạt đâu. Đấy, mới bật lên phút mà thế này rồi. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.